tục ngữ ca dao về miệng đời các bạn thân mến. Miệng thế gian như làn sóng biển. Đúng thế, miệng đời là thứ vũ khí sắc bén, có tính sát thương mạnh nhất, vô tình nhất và mang tính bất diệt. Cái gọi là miệng đời xuất phát từ hai chữ sân si. Trong thiên hạ, miệng lưỡi thế gian như con rắn độc. Cho dù bạn có tốt đến bao nhiêu, vẫn không thể tránh khỏi họ luôn tìm tòi những khuyết điểm của chúng ta để chỉ trích. Thế nên, giữ một phong thái điềm tĩnh dẫm đạp lên miệng lưỡi thiên hạ mà sống là lựa chọn tốt nhất, giúp bạn mạnh mẽ hơn trong cuộc sống này. Chim khôn bay nửa lưng trời, nực cười đưa dại, nghe lời thị phi, bầu đừng nghe tiếng thị phi, thủy chung anh giữ, vẹn trọn nghỉ sắt son, huệ nhớ thương lan, héo vàng sắc huệ, anh quá thương nàng, thôi kệ thị phi, giơ tay em hứng sao trời, rửa làm sao sạch những lời thị phi. Ở đời, đừng bao giờ tùy tiện phán xét bất kỳ một ai đó một cách vội vàng. Đừng tùy tiện khinh thường bất kỳ một ai đó. Bạn không thể biết trước rồi ai sẽ hơn ai, vậy nên đừng tùy tiện. Hãy cẩn thận trước khi phán xét một ai đó. Một bà cụ lớn tuổi bước vào quán cà phê ngồi xuống. Nhân viên phục vụ mang cho bà thực đơn và đợi món của khách. Bà cụ hỏi bằng một giọng ân cần, một chiếc bánh giá bao nhiêu? Cụ phục vụ trả lời bà, 3 đồng. Bà cụ lấy từ trong túi ra vài đồng, bắt đầu đếm chậm rồi hỏi, bao nhiêu là rẻ nhất? Cô phục vụ trở nên mất kiên nhẫn, nhiều khách hàng đang chờ đợi để được phục vụ đến lượt mình. 2 đồng. Cô ấy nói giọng bực tức, trong trường hợp này tôi sẽ lấy rẻ hơn. Bà ấy nói với một giọng và một nụ cười. Cô nhân viên phục vụ mang đến bánh thật bùn xỉn. Điển hình là loại khách hàng không mong đợi và đặt hóa đơn lên bàn. Bà cụ ăn chậm rãi thưởng thức chiếc bánh một cách thích thú. Sau đó từ từ đứng dậy đặt tiền lên bàn rời đi. Đồng thời chào cô nhân viên phục vụ. Sau đó khi dọn bàn, cô nhận ra rằng bà cụ đã để lại cho cô 1 đồng tiền phục vụ. Niềm xúc động và sự ngạc nhiên bóp nghẹt cổ họng cô quay lại tìm bà cụ để cảm ơn. Nhưng đã không còn thấy nữa, cô cảm thấy xấu hổ vì đã đánh giá sai bà cụ. Trong khi bà cụ chỉ có 3 đồng, bà cụ đã hài lòng với việc ăn một chiếc bánh giá 2 đồng để cho cô 1 đồng tiền phục vụ. Vì vậy, mỗi phán xét về bản chất một ai đó đều là một hành động. Vì thế, hãy cẩn thận. Miệng thế gian như làn sóng biển. Đúng thế, miệng đời là thứ vũ khí sắc bén, có tính sát thương mạnh nhất, vô tình nhất và mang tính bất diệt. Truyện kể rằng, có một ông lão đi đâu cũng tung tin đồn rằng hàng xóm của ông là một tên trộm khét tiếng. Tiếng dữ đồn xa. Một hôm, người hàng xóm bị công an bắt giải lên đồn. Vài ngày sau đó, anh ta chứng minh được mình hoàn toàn vô tội. Sau khi được thả, người hàng xóm kiện lại ông lão vì tội đã vu khống mình. Tại phiên tòa xét xử, ông lão nói, đó chỉ là những suy đoán của tôi thôi mà đâu có làm hại đến ai đâu. Trước khi tuyên án, chủ tòa có nói với ông lão rằng, ông hãy viết tất cả những gì ông đã nói về người hàng xóm của mình vào một tờ giấy. Cắt tờ giấy đó ra làm nhiều mảnh nhỏ trên đường đi về. Ông thi thoảng, ông hãy mở cửa kính ô tô ra và ném một chút vụn giấy qua cửa sổ. Ngày mai quay lại đây và nghe kết luận về bản án cuối cùng dành cho ông. Ngày hôm sau, chủ tọa lại nói với ông lão, trước khi nhận lấy bản án này, tôi muốn ông đi nhặt lại tất cả những mảnh vụn giấy mà ông đã ném đi ngày hôm qua về đây. Ông lão đáp ngay, tôi không thể, những mảnh giấy ấy bay khắp nơi, tôi không biết phải nhặt chúng ở đâu cho hết được. Sau đó tòa đáp lại,
Điều tương tự khi mà những lời bình phẩm đánh giá sai của ông về người khác có thể làm tổn hại đến danh dự của người ấy theo những cách mà người đó không thể nào lấy lại được. Nếu không hề nói điều gì tốt đẹp về một ai đó thì tốt nhất là không nên nói gì cả, hay cố gắng kiểm soát cái miệng của mình để không phải hối hận, không phải trở thành nô lệ của những gì mình đã lỡ nói ra. Xì xào và phỏng đoán, nói xấu người khác còn tệ hại hơn là ăn trộm và đánh cắp của người khác danh dự, danh tiếng và lòng tự trọng, những thứ mà rất khó có thể lấy lại được. Cho nên hãy nhớ rằng nếu bạn chẳng may mà trượt chân ngã, bạn hoàn toàn có thể đứng dậy. Nhưng khi mà bạn đã lỡ nói lời làm tổn hại đến người khác thì không bao giờ có thể rút lại những gì đã nói và hậu quả của nó đã gây ra. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Chúc một ngày tốt lành.